Em chào cả nhà nha. Hôm nay em giới thiệu với cả nhà một con máy khoan bốt còn nguyên thùng nha. Đó, nguyên thùng nó còn rất là mới ha. Rồi, con máy khoan bốt này là như thế nào đây, em mở ra cho cả nhà xem nhé. Một con máy khoan bốt, trong đây gồm có một con máy khoan, một cái cầm tay và một cái gắn mũi khoan ha. Một cái để dùng gắn mũi khoan mình bỏ vô đây để lưu trữ. Rồi, con này là hàng của nội địa Nhật nhé, 100V. Thì cả nhà xem hình thức của nó còn cực kỳ mới, mới cực kỳ nha. Đầu khoan này thì nó ghi là cái đây, con này là hàng của châu Âu. Hàng châu Âu thì nó ghi là phần. Thì để em đọc cái phần của nó nha. Là 1/32 gạch 3/8. Rồi THD 1/2 gạch 20. Rồi em đọc thông số của con máy khoan bốt. Đây. Con máy khoan bốt. Hàng này là hàng của chân gì đó, em đọc không ra, em không hiểu lắm. Nó là điện 100V 4.85A. Có công suất của nó là 450W. Nó ghi là 10 là pin 10. Hiện giờ con này đang là cái đầu 10 ly ha. Đầu 10 ly chứ không phải đầu 13 ly ha. Con này gắn đầu 10 ly. Là mình có thể gắn cái mũi tối đa là 10 ly. Còn anh em muốn đầu 13 thì háo cái đầu này ra và thay đầu 13 vô. Có vòng tua là 0-2600 vòng một phút. Rồi, con bốt này có model là GSB-10RE, điện 100V zin của Nhật nhé, 450W 50/60Hz. Rồi sau đây em sẽ cắm máy và test cho cả nhà xem. Dây của nó còn rất mới nha, con này mới phải là hơn 95%. Rồi ở đây là có khoan và khoan búa nhé. Bây giờ em để khoan trước. Rồi đảo chiều. Rồi khoan búa. Khoan búa thì nó vọng vô cái gì ấy cho cả nhà mới nghe được. Rồi cả nhà nghe khoan thường nha. Khoan thường thì nó không có giọng ha, bây giờ khoan búa nó giọng nè. Công suất nó lên tới 450W nhé, nên nó khá là mạnh. Rồi cả nhà coi qua một con máy nha, mới cũng phải 95% và em nghĩ là hơn á. Đầu kẹp hiện tại của nó là 10. Đây là hàng châu Âu nhé, xuất Nhật. Một con khoan bốt hai chức năng, model là GSB-10RE, điện 100V 450W,
Ai có sử dụng đến thì liên hệ em nhé. Rồi em cảm ơn cả nhà nha. À ở nhà coi á, đây cầm một cầu rất mới nha.